Kim Thúy xin chào cả nhà. Chắc là hôm nay mọi người rất là bất ngờ. Đây chính là cái món quà mà Kim Thúy muốn gửi đến tất cả mọi người trong ngày hôm nay. Đó là ngày hôm nay Kim Thúy từ nhà tranh đã lên nhà ngói. Không biết phải nói như thế nào, nhưng mà thôi tạm mình dùng cái như vậy để cho nó dễ hiểu. Thật sự ra trong khi chờ đợi mà mọi người để vô thêm nữa để chúng ta bắt đầu buổi ca nguyện ngày hôm nay. Thì Kim Thúy muốn giới thiệu một chút xíu căn nhà của mình ngày hôm nay. Chắc mọi người cũng thấy là lạ là ủa Thúy ngồi ở đây nhìn coi nè. Tất cả quang cảnh nó hơi lạ rồi. Ánh sáng đẹp hơn và chắc âm thanh mọi người có nghe rõ không? Nếu mà rõ thì cho Thúy một cái gọi là thương thương. Nhạc sĩ Dấu Chân có mới cho Thúy một cái ý kiến đó là ở trong Facebook á, mới có thêm cái kia icon nó gọi là thương thương. Nếu mà quý vị thấy Dấu Chân ơi, em có thể thả, con có thể thả đi thì mọi người sẽ nhìn và bắt chước con. Ok, thì nếu mà thấy âm thanh mọi chuyện tốt đẹp thì cho Kim Thúy hoặc là comment viết lên cho Thúy biết nha. Thì thật sự ra là có được một cái khung cảnh mới, một cái nhà ngói mới để ngồi, để chuẩn bị hát cùng với mọi người, thì cũng phải nói tới là cái sự đồng hành của một người em, một người bạn, và không ai đó là khác hơn là nhạc sĩ Đỗ Tùng, người đã hòa âm cho Kim Thúy bài hát Lạy Mẹ Thiên Chúa mà do cha Hùng Cường cũng như là nhạc sĩ Viễn Sứ viết hôm vừa rồi. Và thật ra thì Kim Đỗ Tùng và Kim Thúy thì cũng đã quen nhau lâu lắm rồi, không còn nhớ khi hai đứa còn Tùng chưa có lập gia đình và Thúy cũng mới lập gia đình thôi. Mấy chị em cùng một ý hướng, đó là thích về nhạc và đặc biệt là nhạc thánh ca. Và Tùng ngày hôm nay, Tùng thấy chị Thúy làm cực khổ ở nhà quá. Anh Châu thì không biết gì mấy, với tất cả những gì anh Châu có thể làm được, anh Châu đã đồng hành để giúp cho Kim Thúy có được những giây phút để hiệp thông với mọi người trong những buổi livestream vừa qua. Nhưng mà thì chính vì điều đó cho nên có nhiều cái sơ suất. Chẳng hạn như tuần trước âm thanh nghe không được rõ, Kim Thúy biết, nhưng mà đó là ngoài ý muốn, không thể làm gì hơn được. Và như thế thì Tùng đã ra tay và Tùng bảo là thôi được rồi chị Thúy, đến đây và em sẽ giúp chị, chúng ta sẽ cùng đồng hành. Thêm nữa Tùng, nhạc sĩ Đỗ Tùng cũng có thể đàn được. Những tiếng đàn mà quý vị đang nghe đó cũng chính là những tiếng đàn live Đỗ Tùng đang đàn cho quý vị. Và chút xíu nữa sẽ có những bài hát Tùng sẽ đàn cho Kim Thúy. Và nói chung là chương trình ngày hôm nay của chúng ta, một khuôn mặt mới, tất cả những cái gì cũng mới. Nhưng mà qua đó không thể gửi lời cảm ơn đến anh Châu. Giây phút này đây thì anh đang ở nhà, anh lại làm một công việc khác cho em, đó là trông ba, chăm sóc ba cho em. Em rất là cảm ơn và cảm ơn Chúa đã ban cho con một người chồng rất là lý tưởng, luôn luôn đồng hành với con trên mọi nẻo đường, phải chịu đựng với con nữa vì cái đam mê thánh ca của con. Nhưng mà con biết Chúa không có thể nào thua cái lòng quảng đại của anh đâu, cho nên em xin cảm ơn anh. Và trở lại với chương trình, Thúy thấy mọi người vào cũng khá đông rồi. Ngày hôm nay ở một cái khung cảnh mới, Kim Thúy muốn chia sẻ với mọi người, giới thiệu với mọi người một chương trình thánh ca. Trong đó bao gồm, chắc chắn không nói thì mọi người cũng biết, ngày hôm nay là ngày mùng 1 tháng 5, ngày hôm qua mùng 1 tháng 5 và hôm nay là mùng 2 tháng 5, thì chúng ta là tháng của Đức Mẹ. Đức Mẹ là tháng hoa của Đức Mẹ. Thường thì chúng ta được đi chuẩn bị dâng hoa hay là tập hát ca đoàn, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta vẫn phải ở trong thời gian cách ly, nói chung là ở tại đất nước Mỹ. Còn ở Việt Nam thì chúc mừng cho mọi người là đã được mở cửa, dù cũng vẫn cho còn một hạn hẹp lắm, nhưng mà cũng là một cái niềm vui rồi. Các anh chị cũng có thể được đến nhà thờ ở một số nơi, riêng chúng em thì chưa được làm điều đó, cho nên thôi chúng ta cùng hiệp nhau trong giây phút này dâng lên cho Đức Mẹ những bài hát mà Kim Thúy đã gom góp từ các nhạc sĩ,
Và chắc chắn là còn thiếu sót nhiều lắm những nhạc sĩ đã gửi những bài về, nhưng mà từ từ, một tháng cơ mà, cho nên chúng ta sẽ từ từ trải rộng tâm tình với những bài hát đó. Và ngày hôm nay em Thúy muốn dẫn mọi người đi từ tâm tình này qua cái trải nghiệm khác, không chỉ dâng lên cho Đức Mẹ mà thôi, chúng ta sẽ suy niệm về khuôn mặt của Chúa trong cùng với mẹ. Và như Kim Thúy cũng đã từng làm, giây phút này đây chúng ta hãy lắng đọng một chút xíu tâm hồn để xin Chúa đến ngự với chúng ta trong giây phút này nhé. Lạy Chúa, chúng con biết là giờ này Chúa đang ở với chúng con. Như Chúa đã nói, nơi nào có một, hai, ba người làm việc vì sáng danh Chúa thì Chúa ở với chúng con. Xin Chúa hãy đến, xin Chúa Thánh Thần hãy hát với chúng con để chúng con ca ngợi Thiên Chúa, ca ngợi tình yêu của Chúa cũng như dâng lên cho Đức Mẹ những tâm tình, những đóa hoa lòng của chúng con. Xin Chúa và Mẹ nhận lấy những tâm tình đơn sơ của chúng con. Con xin được đại diện cho tất cả các anh chị em đang ở ngoài kia hiệp thông với con để dâng lên cho Mẹ những lời ca tiếng hát thật là đơn sơ chân thành. Nhưng đó là tất cả của chúng con. Để xin Chúa chúc lành cho chúng con, chúc lành cho thế giới. Xin cho đại dịch sớm qua mau. Trong giây phút này chúng con cũng nhớ đến cha Hùng Cường. Cha Hùng Cường có nhắn nhủ để xin mọi người tiếp tục cầu nguyện cho cha. Cha đang làm kết quả để xem COVID còn không. Thì xin mọi người tiếp tục cầu nguyện, hy vọng kết quả sẽ được tốt đẹp. Và bây giờ chúng ta có thể bắt đầu được rồi để mời Chúa và Mẹ về lại cái bệ, cái ngai vàng, và chúng con bắt đầu hát để ca ngợi Chúa và Mẹ nhé. Lồng vào trong này Kim Thúy cũng sẽ có những cái lời chúc sinh nhật hay là những lời sướng tên mà có những người ngày hôm nay không có tham gia được. Kim Thúy biết là Sơ Minh Du thường là cái giờ này là giờ nhà dòng lại phải kinh nguyện, sau đó lại ăn cơm trưa, cho nên là nói chung Sơ không bao giờ được nghe em hát live hết. Nhưng mà không phải vì vậy mà chúng em không nhớ đến Sơ, cũng như là Sơ luôn luôn để dành thời gian và trở lại lắng nghe những gì chúng em đã hát, cho nên là em rất là tri ân, cảm ơn sự đồng hành của Sơ. Và biết rất rất là nhiều, Kim Thúy biết, Kim Thúy không có kể ra hết ở đây, nhưng Kim Thúy biết là mọi người rất là yêu thương. Xin chân thành cảm tạ, xin đồng hành với cái sự đồng hành của mọi người đã cho Thúy thêm sức mạnh để làm hết tất cả công việc của Kim Thúy. Và thôi bây giờ mình một người nữa Thúy muốn nhắc, đó là Phùng Phùng Thị Đặng Thị Minh Châu. Đặng Thị Minh Châu em gái lần trước bị lọt sổ, chị Thúy không có nhắc tên em làm em hơi buồn. Chị Thúy sorry. Và hôm nay Kim Thúy muốn nhắc lại Đặng Thị Minh Châu. Cảm ơn Minh Châu luôn luôn đồng hành với Kim Thúy. Và bây giờ chúng ta bắt đầu bài hát đầu tiên trong tâm tình của mùa phục sinh. Chúng ta, Chúa đã sống lại, Chúa cho chúng ta một tâm hồn mới, một trái tim mới. Và Chúa cũng muốn chúng ta mang cái niềm vui mà Chúa đã cho chúng ta, để rồi chúng ta hãy ra đi đem tin mừng tung vào thế giới. Thôi bây giờ chúng ta hãy ra đi đem yêu thương thế cho hận thù. Bài hát đầu tiên xin được gửi đến mọi người trong tâm tình, để trong tâm tình vẫn là của mừng Chúa phục sinh. Xin mọi người cùng lắng nghe bài hát Cho Tình Yêu, Cho Tình Lên Ngôi của Linh Mục Duy Thiên, một bài hát thật sự là xưa lắm rồi. Đây là bài hát mà hồi xưa Thúy đã làm ở trong cái CD đầu tiên để giúp cho các em nghèo, cũng lấy tựa đề Cho Tình Lên Ngôi. Và ngày hôm nay hai mươi mấy năm Kim Thúy lại được ngồi đây để cùng hát với mọi người, xin mọi người hiệp ý nhé. Và bây giờ sẽ là tiếng đàn của nhạc sĩ Đỗ Tùng sẽ giúp cho Kim Thúy bài này. Xin mời Tùng. Chết rồi,
trên cây thập tự cho máu tuôn rơi. Bao nhiêu ân tình dành cho em đó, đó nhé em ơi, hãy đến với người. Vòng tay thương mến dìu em vào đời. Thôi bây giờ em ra đi, đem tin mừng tung vào thế giới. Thôi bây giờ em hãy ra đi, đem yêu thương thế cho hận thù. Đó nhé em ơi, người đã sống lại. Trên cây thập tự nay đã đâm bông, yêu thương chan hòa về cho em. Đó nhé em ơi, tình đã lên ngôi. Tình lên đôi mắt, tình cho nụ cười. Tình lên đôi mắt, tình cho nụ cười. Vâng, đúng là như vậy. Chúa đã đến, Chúa đã chết cho chúng ta và Chúa đã sống lại. Ngài đã cứu độ chúng ta, Ngài cho chúng ta một niềm vui phục sinh. Chúng ta hãy mang niềm vui đó đến mọi người. Đó nhé em ơi, người đã chết rồi. Trên cây thập tự cho máu tuôn rơi. Bao nhiêu ân tình dành cho em đó. Cho tình yêu lên ngôi. Một sáng tác của Linh Mục Duy Thiên. Thưa mọi người, vậy là chúng ta đã bước vào bài đầu tiên của đêm ca, buổi tối ca nguyện trong tháng Hoa, tháng Đức Mẹ. Tháng 5 thường là cái ngày này là Kim Thúy nhớ ở Việt Nam là các em tập dâng hoa cả tháng trước rồi đó. Còn bên này thì ca đoàn Tự Ý cũng bắt đầu tập hát rất là nhiều, chuẩn bị những cuộc rước kiệu. Và cũng không quên nhắc tới là ngày hôm qua mùng 1 là ngày thánh lễ kính thánh Giuse Thợ. Vâng, Kim Thúy cũng xin chúc mừng tất cả những anh ở ngoài đó có quan thầy là Giuse Thợ. Mấy anh này chắc cũng khéo tay lắm, cho nên là phải chọn ông Thánh Giuse, tại vì ông Thánh Giuse ngày xưa là thợ mộc. Và khi nói về ông Thánh Giuse thì Thúy nhớ là hồi xưa Kim Thúy sinh ra ở, thật sự là sinh ra ở Bảo Lộc. Bảo Lộc thì nơi đó là người Nam rất là nhiều. Sau này, khi mà sau năm 75 thì Thúy về dưới Tân Hà, một xứ mà dân cư, di cư. Thì lúc đó mới là người Bắc, chứ lúc trước là người Nam, thì mỗi lần cứ đi lễ thì Thúy nghe ngắm á, đến mùa
Kim Thúy không nhớ tại còn bé quá, chỉ nhớ là bấy sư mừng cùng bấy sư vui ông thanh du xe, thứ nhất khi đức mẹ chịu thai thiên thần chưa báo chưa biết căn do thì ông thanh du xe buồn. Và khi thiên thần bảo rằng đức mẹ chịu thai con đức chúa trời thì ông thánh du xe lại vui. Một chút xíu đó là bảy sự buồn cùng bảy sự vui, tức là một cái bài kinh rất là dễ thương, tức là Kim Thúy cứ nghe cứ vui lại buồn rồi ông thánh du xe lại vui, cứ nhiêu đó thôi. Nhưng mà dài quá thì không có nhớ. Một chút kỷ niệm về ông thánh du xe. Ông thánh du xe là một người rất là khiêm nhường, ít nói, không có nói nhiều như chúng em, như Kim Thúy đâu. Nhưng mà Ngài có một cái nhân đức rất là chịu đựng, và Ngài đã lo lắng cho Đức Mẹ, cho Giê-xu. Kim Thúy ngày hôm nay không có bài hát cho Đức Mẹ, cho Thánh Giuse, chưa tập kịp. Nói đúng ra là như vậy. Nhưng mà thôi, bù lại bên cạnh thì nói một chút xíu về ông Thánh Giuse để nhớ về người. Và bây giờ chúng ta nói đến một người không thể quên được, đó là Đức Mẹ Maria. Và bài hát Kim Thúy xin được gửi đến Đức Mẹ lần đầu tiên trong tháng hoa, đó là bài Ngàn Hoa Thiêng Dâng Mẹ của nhạc sĩ Dấu Chân, một nhạc sĩ rất trẻ mà Kim Thúy mới quen. Cảm ơn nhạc sĩ Dấu Chân và đã gửi bài hát này, và Kim Thúy rất là vui vì thay cho mọi người để dâng lên cho Đức Mẹ như là những đóa hoa lòng để dâng cho Đức Mẹ. Thay vì mình dâng hoa thì thôi, không có hoa thật thì dâng hoa lòng nhé. Và bây giờ xin mọi người cùng nghe bài hát Ngàn Hoa Thiêng Dâng Mẹ. Và không biết là ở ngoài đó các anh chị có thể cho Kim Thúy biết được là âm thanh nó có nghe đủ không hay là nhỏ quá, tại vì Thúy không có, đây là lần đầu tiên, cho nên là có thể ai comment vô, viết vô cho dùm cho Thúy. Để Thúy biết là âm thanh tốt để mình đi tiếp tục, vì không để như lần trước uổng quá, mọi người không có nghe được thì rất là tiếc. Cho nên là có thể ai đó viết dùm cho Thúy được không? Thúy chưa có thấy ai viết vô cả. Nhanh chân viết dùm cho Thúy nào. Âm thanh nghe tốt không? Âm thanh ok phải không? Âm thanh ok rồi. Ừ, chúng ta có thể tiếp tục nha. Cảm ơn mọi người. Kỹ thuật nó cũng còn lủng củng lắm. Còn mới lạ mà. Thường thường nhà tranh mà lên nhà ngói thì vậy. Chưa biết xài, giống nhà quê mà lên tỉnh vậy đó. Cho nên là chịu khó với Kim Thúy nha. Chưa quen chỗ. Những lúc này thật sự là nhớ anh Châu lắm. Dù gì đi nữa, nói cái anh hiểu liền. Làm được hay không lại là một chuyện, nhưng mà nói là hiểu. Và ở đây thì ngày hôm nay Đỗ Tùng đã cố gắng hết sức để chuẩn bị cho Kim Thúy một cái buổi tối được hát để thỏa mãn cái đam mê của mình là hát thánh ca, hát được nhiều bài và được cùng hiệp thông với mọi người ca tụng Thiên Chúa và yêu mến Đức Mẹ. Đó là mục đích chính của Kim Thúy, đó là dâng lên cho Thiên Chúa và Đức Mẹ những lời ca tiếng hát đó là chính là của Ngài đã ban cho Kim Thúy. Và bây giờ Kim Thúy muốn dùng cái khả năng đó để cùng với mọi người. Kim Thúy biết là cha Hùng Cường đang ở ngoài và đang lắng nghe chúng ta. Cha ơi, chúng con vẫn đang, nãy con nói là chúng con vẫn cầu nguyện cho cha và xin Chúa chữa lành. Hy vọng là kết quả được tốt đẹp, cha nhé. Và ngày hôm nay chúng con đang dâng lên những bài hát cho Đức Mẹ và bài hát Ngàn Hoa Thiêng Dâng Mẹ của nhạc sĩ Dấu Chân. Ngay sau đây, xin mời mọi người cùng hiệp thông. Hòa muôn tiếng ca để đoàn con chung niềm cảm tạ, lời kinh thiết tha kinh mừng Ave Maria, mẹ đầy ơn phúc chứa chan hơn mọi người nữ thế gian, muôn đời ca vang
mẹ là mẹ Chúa Thiên Đàng. Đây ngàn hoa thơm ngát, con hãy kính dâng mẹ hiền. Này hoa thắm trinh nguyên, như tâm hồn từng người con dâng tiếng. Xin mẹ thương trông đến con cái khắp nơi gian trần, được đầy sự phúc ân, sống chan hoa trong tình mẹ bao la. Ngàn hoa thắm tươi, con nguyện dâng lên mẹ Chúa Trời, là lòng kính tôn luôn khiêm nhường cậy trông và tin tha. Hoa đẹp tỏa muôn sắc hương, dâng về mẹ bao mến thương. Ước nguyện xin vâng, cùng mẹ vui sống tin mừng. Đây ngàn hoa thơm ngát, con hãy kính dâng mẹ hiền. Này hoa thắm trinh nguyên, như tâm hồn từng người con dâng tiến. Đầy sự phúc ân, sốc chan hoa trong tình mẹ bao la. Vâng, chúng con xin dâng những đóa hoa lòng lên cho mẹ. Xin mẹ chấp nhận cho chúng con bằng những lời hát thật là đơn sơ của con đây, thay cho tất cả mọi người anh chị em chúng con ở ngoài kia. Giờ đây chúng con đang hợp hoan dâng lời chúc tụng. Mẹ thật hiến vi, chốn thiên đình ngàn dân hằng tôn kính. Xin mẹ phù du đỡ nắng, tháng ngày con bao bấp bênh. Đầy lời kêu khấn, nguyện mẹ ban xuống ân. Ngàn hoa thơm ngát, con hãy kính dâng mẹ hiền. Này hoa thắm trinh nguyên, như tâm hồn từng người con dâng tiến. Xin mẹ thương trông đến con cái khắp nơi gian trần, được dày dư phúc ân, sống chan hoa trong tình mẹ bao la. Ngàn hoa thơm ngát, con hãy kính dâng mẹ hiền. Này hoa thắm trinh nguyên, như tâm hồn từng người con dâng tiến. Xin mẹ thương trông đến con cái khắp nơi gian trần, được đầy sự phúc ân, sống chan hoa trong tình mẹ bao. Sống chan hoa trong tình mẹ bao la. Tuyệt vời phải không quý vị? Một bài hát đại diện cho Kim Thúy cũng như tất cả mọi người chúng ta để dâng lên cho Đức Mẹ, Mẹ Maria trong đầu tháng hoa. Khi mà đến với mẹ thì bao giờ mình cũng có một cảm giác là rất là cảm thấy được an ủi và như một đứa em bé mà về nũng nịu với mẹ vậy. Kim Thúy cũng rất là may mắn là được nhận Đức Mẹ làm quan thầy. Và ngày của mẹ, ngày quan thầy của Kim Thúy đó là ngày lễ Đức Mẹ lên trời, 15 tháng 8 cơ. Nhưng mà nói vậy thôi, nhưng mà trong những ngày lễ của mẹ là Kim Thúy cũng mừng hết. Và Kim Thúy nhớ là Kim Thúy có làm một cái
một cái chương trình ở chuyên mục về tràn đầy ân sủng của bên Tin Vui Media với cha cha Quân. Thì cha có nói về 12 nhân đức. Cha có viết một cuốn sách về 12 nhân đức của Đức Mẹ. Thì không biết là ở đây trong chúng ta có ai biết 12 nhân đức đó của Đức Mẹ là gì không? 12 nhân đức đó tượng trưng cho 12 ngôi sao trên đầu của Đức Mẹ để soi chiếu cho chúng ta, bảo đảm là như cha Cường, như Sơ Du, tất cả những người ở ngoài về linh mục tu sĩ thì chắc biết hết rồi. Nhưng mà Kim Thúy muốn hỏi ở đây, em muốn hỏi là hỏi những người rất bình thường như Kim Thúy vậy. Những người mà lòng đạo lúc nóng lúc lạnh, chứ không phải lúc nào cũng được nóng, được ấm đâu. Thì thật sự đây là cũng là một sự học hỏi cho Kim Thúy, và Kim Thúy cũng muốn chia sẻ với mọi người. Thì đố mọi người biết, ai mà biết là có quà có thưởng đó, nói được cho Kim Thúy ba nhân đức của Đức Mẹ. Trước tiên, nhân đức gì? Nhân đức, thôi bật mí chút xíu, nhân đức đối thần. Dạ, nhân đức đối thần. Có ai trả lời được thì viết vô đi rồi thì về thì đọc lại, sẽ có thưởng nhá. Và bây giờ bài hát cũng vẫn trong tâm tình dâng cho Đức Mẹ những đóa hoa của tháng tháng hoa, giống như là Đức Thánh Cha Francisco đã nhắc nhở chúng ta. Và ngày hôm 29 chúng ta cũng đã đọc kinh, cũng như là ngày mùng 1 chúng ta đã đọc kinh cùng với các tổng giám mục các nơi để dâng cho Hoa Kỳ cũng như nước Ý, dâng thế giới cho Đức Mẹ. Và ngài khuyên là tháng 5 thì trong gia đình ngài cổ võ, ngài cổ suý cái việc đọc kinh chung, kinh mân côi trong gia đình. Và có hai kinh ngài soạn ra để sau khi mà chúng ta lần hạt mân côi rồi thì chúng ta có thể đọc. Thì Kim Thúy đoán là đố mấy người ai thuộc hết được. Ráng về nhà học đi ha. Rồi lần tới nữa chúng ta sẽ thử xem coi đố giải, đố thi có thưởng. Và bây giờ thì một bài hát Ave Maria, lời kinh mân côi, cũng giống như Đức Thánh Cha nói, chúng ta lần chuỗi mân côi, chúng ta suy niệm về cuộc sống của Chúa, về cuộc đời của Chúa Giêsu qua những lời kinh mân côi. Mẹ đồng hành, mẹ là máng để truyền ơn của Chúa cho chúng ta. Và một bài hát này đối với Kim Thúy thì có thể là quen thuộc vì Thúy đã hát lâu rồi, nhưng đối với mọi người thì cũng có lẽ là hơi lạ đó, nhất là tên của tác giả Lâm Anh. Đây là một thầy an tu ở dòng Đồng Công ở bên Missouri, nơi mà thường tổ chức những đại hội thánh mẫu đó. Thì Kim Thúy đã được bài hát này từ nơi nhạc sĩ Thanh Lâm, cố nhạc sĩ Thanh Lâm. Và Kim Thúy rất là thích và tập hát. Và Kim Thúy đã tập hát với một người vừa là một người chị, một người bạn và cũng là một người thầy dạy vocal cho Kim Thúy. Những gì mà Kim Thúy hát được đây đâu có phải là tự nhiên một ngày cái hát giỏi vậy đâu. Nhưng mà thật sự đó là những gì mà chị Mai Trang, ca sĩ Mai Trang đã giúp cho Kim Thúy. Thì một lời cảm ơn chị. Chút xíu Thúy nói nhiều hơn. Bây giờ xin mời mọi người, chúng ta hãy cùng lắng đọng và hiệp thông với Kim Thúy trong lời kinh kính mừng với Ave Maria của Lâm Anh.
trạng sư xin thương cứu giúp. Con là tội nhân trong lúc lầm trồn. Maria, tình mẹ thương gió chiều làm dịu mát những tâm hồn đang đớn đau nhiều. Mẹ, mẹ là nơi ẩn náu vẹn toàn. Mẹ, mẹ là khu vườn kín chốn hiên người con đến nương nhờ. Nguyện một lòng trung thành với mẹ hiền, nguyện một đời yêu mẹ mãi, quyết trung kiên dẫu gian nguy tràn biên, để ngàn đời ca danh classical, phải không ca? Nó gọi là semi. Một chút xíu đó mà Kim Thúy cảm thấy nó rất là nhẹ nhàng. Xin mong rằng là, hy vọng là cũng có những dịp khác Thúy muốn được hát lại một lần nữa. Thúy thích bài này lắm. Khi mà mới bắt đầu đi tập vocal với chị Mai Trang thì mặc dù là điếc không sợ súng, thưa mọi người, Kim Thúy hát còn không biết lượng sức mình, nhưng mà vì mê Đức Mẹ quá cho nên là nhất định bảo chị ơi, chị tập cho em bài này đi, em phải tập bằng được. Nhưng mà hồi đó thì hát tông thấp lắm, không hát được như vậy đâu. Thì thật sự Kim Thúy muốn cảm ơn tất cả mọi người. Kim Thúy nhìn lại cuộc đời của mình, thật sự là Chúa đã dẫn dắt, Chúa đã nâng niu, Chúa đã đặt mình. Khúc hát, một bài hát giống như là những cái nốt nhạc vậy đó, đặt nó trở thành một bài. Mà trong khi đó, mình nhìn là Thúy được đặt lên trên những khuôn nhạc, mà những cái khuôn nhạc đó chính là những anh chị em
mà đã từng qua một lần qua cuộc đời của Kim Thúy. Kim Thúy rất là trân trọng và cảm ơn Chúa đã gửi đến những người đó cho Kim Thúy. Tất cả mọi người đó đến với Kim Thúy với tất cả cái tấm lòng thiện nguyện. Phải nói là như vậy, không tính toán, không đòi ở nơi Kim Thúy một cái gì ngoài cái điều là cố gắng học thật giỏi đi em, để rồi mang tiếng hát của mình mang ra ca tụng Chúa, giúp cho mọi người để cầu nguyện. Bởi vậy cho nên Kim Thúy cũng rất là cố gắng hết sức của mình. Bên cạnh đó Kim Thúy cũng muốn nói đến những người nhạc sĩ. Đó là những người đã nâng đỡ Thúy rất là nhiều. Mà qua cái livestream này, Kim Thúy lại tạ ơn Chúa là Kim Thúy được quen rất rất là nhiều các nhạc sĩ. Kể tên ra không hết. Nếu mà mọi người nhìn vào trong đó thì mọi người cũng có thấy. Nào là Giang Ân, anh Thế Thông, nhạc sĩ Võ Văn Thức, anh Phan Hùng, Hùng Cương, Viễn Sứ, cha Hùng Cường, Đinh Công Huỳnh, Huỳnh Minh Kỳ, cha Mộng Huỳnh, Thiên Lý. Ôi nó nhiều, nó không hết được đâu. Nhiều nhiều lắm. Dấu Chân nè, Duy Tư nè, nhiều 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 lắm. Viết Hương, Viết Cường sao ạ? Mọi người cho sorry nha Kim Thúy nếu mà không có nhớ đúng chữ, nhưng mà nói chung là nhiều quá, trong cái cảm xúc ngay lúc này nó dâng trào lắm. Và Kim Thúy muốn được mọi người, chính vì cái điều đó mà cái cảm xúc dâng trào, được hạnh phúc vì được yêu thương và được có cơ hội để đáp lại cái sự yêu thương đó của mọi người, thì điều này Kim Thúy cũng lại muốn cho nhắc nhở với mọi người một chút xíu là chúng ta đang sống trong những cái giây phút mà ở ngoài kia biết bao nhiêu người còn đang phải chiến đấu với COVID-19. Vâng, và cái đại dịch corona này thật sự nó ảnh hưởng đến toàn thế giới. Cho nên là biết bao nhiêu người thân đã mất đi, những người thân yêu nhất của mình mà không được đến bên giường bệnh trong những giây phút cuối. Đó là những cái nỗi đau mà điều đó không thể nào nói ra được. Nói ra đến đây thì mọi người cũng hiểu Kim Thúy muốn nói gì. Kim Thúy rất là xúc động và cũng cùng một ý với chung mọi người giây phút này. Xin cùng mọi người hiệp ý để cầu nguyện cho, như Đức Thánh Cha nói, cầu nguyện cho các bệnh nhân, cầu nguyện cho những người thân đã mất các bệnh nhân, cầu nguyện cho các linh hồn đã qua đời, và cầu nguyện cho những bác sĩ, y tá, những người giúp, những linh mục, những người đã làm những công việc thiêng liêng đến cho những bệnh nhân đó, những người rất là âm thầm. Và ngay cả những công việc mà Kim Thúy là thấy những các anh chị đang ngồi may những cái mask, những cái khẩu trang để giúp cho bệnh viện một cách âm thầm. Nhưng tất cả đều nói lên cái tâm tình yêu thương hiệp nhất với nhau. Và chắc chắn ở trên kia Chúa nhìn xuống, Chúa cũng cảm thông với nỗi buồn của chúng con, những nỗi lo lắng, những nỗi hoang mang, những nỗi sợ hãi. Nhưng chúng con tin rằng có Chúa, chúng con sẽ bớt đi được cái nỗi sợ hãi đó. Vì là con người yếu đuối, chúng con không thể nói là chúng con không sợ. Chúng con phải sống thật với chúng con, nhưng chúng con phải biết dựa vào sức mạnh của Chúa. Ở trên kia, Chúa đã từng xuống thế làm người, Chúa đã từng nằm trên cây thập giá và Chúa đã gánh biết bao nhiêu tội lỗi của chúng con. Những cái đau đó Chúa đã từng trải rồi. Cho nên chắc chắn giây phút này Chúa cũng đau với nỗi đau của chúng con. Vì Chúa cũng đã từng làm người. Nhạc phẩm mang tâm trạng này Kim Thúy xin được gửi đến mọi người trong giây phút này, của nhạc sĩ Võ Văn Thức, mang tựa đề Chắc Chúa Đang Buồn. Cái tựa đề thôi nghe nó cũng đã buồn rồi phải không cơ? Mình hiểu Chúa, nhưng mà chắc chắn Chúa còn hiểu mình hơn như thế. Một bài hát rất là dễ thương, Kim Thúy xin được gửi đến mọi người. Dễ thương nhưng cũng đầy những cái tâm tình, những cái băn khoăn mà Thiên Chúa cũng muốn nói với chúng con, cũng như là chúng con muốn kêu cầu Thiên Chúa giải thoát cho chúng con trong cơn đại dịch này. Xin mời mọi người cùng hiệp ý trong nhạc phẩm
Chắc Chúa Đang Buồn, một nhạc phẩm rất mới của nhạc sĩ Võ Văn Thức. Chắc Chúa đang buồn lắm đó, bao gia đình ly tan. Chắc Chúa đang buồn lắm đó, con xa mẹ, mẹ xa cha. Chắc Chúa đang buồn lắm đó, vì Ngài luôn lắng nghe những nỗi đau tràn khắp lối, vì Ngài thấu mọi điều. Vâng.
một bài hát đầy cảm xúc. Trăm ngàn nỗi đau, dù gì đi nữa vẫn vững bước tin yêu, vâng theo ý Ngài. Vâng, vững bước tin yêu, vâng theo ý Ngài chứ không phải vâng theo ý con, đúng không ạ? Cảm ơn nhạc sĩ Võ Văn Thức. Một bài hát mà chắc chắn mọi người cũng đang có những cái cảm xúc dâng trào giống như Kim Thúy đây, khi mình dâng lên cho Chúa những nỗi đau, cũng như là nhìn thấy Chúa cũng đang đau cùng con, thì nó lại biến thành một cái niềm hạnh phúc. Hạnh phúc khi mà mình biết có một người đồng cảm với mình, và nhất là người đó không phải chỉ những là anh em của mình đây thôi, mà lại là Thiên Chúa, người đã tạo dựng nên mình, người đã biết chắc chắn chuyện gì sẽ xảy ra. Cho nên Ngài chỉ mong chúng ta có một chút xíu kiên nhẫn với Ngài thôi, đúng không ạ? Cho nên là giây phút này đây, chúng ta hãy cố gắng vâng theo ý Ngài, giống như là Đức Thánh Cha cũng đã soạn bài kinh trong kinh để đọc dâng cho Đức Mẹ Maria sau kinh Mân Côi. Đó là xin cho chúng con biết vâng theo thánh ý của Chúa. Cũng giống như mẹ ngày xưa, mẹ cũng đã từng nói tiếng xin vâng, thì xin cho chúng con cũng bắt chước mẹ, và cũng vẫn trong cái tâm tình buồn. Buồn vì ngày lễ tháng hoa của Đức Mẹ mà chúng ta phải ngồi đây. Ngoài kia thì chỉ được hiệp thông hoặc là được hát, mà hát thì chỉ có Chúa và mẹ nghe thôi, Kim Thúy nghe không được. Và Kim Thúy ở đây thì cũng thế, cũng chỉ có một mình với lại Tùng đại diện cho tất cả mọi người. Ao ước là tất cả mọi người chúng ta cùng được hát, nhưng mà tại sao vậy? Vì chúng ta không được đến nhà thờ, chưa có thánh lễ Misa ở rất rất là nhiều nơi, ngay trên nước Mỹ này vậy. Cho nên Kim Huy cảm thấy cái sự thiếu thốn khi mình không được đến nhà thờ, không được tham dự các nghi thức phụng vụ cùng với tất cả mọi người, không được nhìn thấy thực sự bí tích thánh thể diễn ra trên bàn thờ qua tay của các linh mục. Và chính vì điều đó, cái nỗi buồn nó lại vẫn vương vấn. Và đúng là khi mà mình có cái gì á, mình đã có rồi thì mình không cảm thấy quý, đúng không mọi người? Giống như là khi mà ở nhà mà mình thấy một người vợ hay người chồng hay người con quái của mình cho mình, đưa cho mình một ly nước, thì mình cũng bị chỉ biết là ồ, giỏi quá hay là tốt quá. Nhưng mà mình không có biết là khi không có thấy bóng người đó nữa, không thấy bóng những người thân yêu, không thấy nữa, thì chúng ta mới cảm thấy bị mất đi một cái gì. Thì ở đây cũng vậy, khi chúng ta đến nhà thờ, đôi khi chính bản thân Kim Thúy cũng vậy, đến vì có những ngày mình cũng mệt mỏi và mình đến vì bổn phận, chứ chưa hẳn là vì thật sự con yêu mến Chúa để con tìm đến Chúa đâu. Cái nào nói đó thì thật sự là Kim Thúy đã nói xạo, cho nên Thúy không có nói xạo được. Chúa biết hết, nói xạo với mọi người chứ Chúa biết hết, không dám đâu. Thì có những lúc thật sự lòng mình nó cũng khô cứng bởi những cái dính bén của cuộc sống, bởi những lo toan, bởi những niềm vui, cho nên là của thế trần. Cho nên mình đã có cái điều đó. Nhưng mà bây giờ mình không được đến nhà thờ nữa, mình không được nghe những cái tiếng chuông. Ở đây thì không có tiếng chuông, nhưng mà ở Việt Nam có những tiếng chuông chiều. Thì thật sự đó là một sự mất mát, một sự thiếu sót. Và nghĩ như thế thì Kim Thúy lại muốn dẫn mọi người đến một cái không gian. Ở nơi đây chúng ta đang suy nghĩ về những ngày xưa thân ái ấy. Khi vang tiếng giáo đường, khi vang tiếng những trẻ thơ, những em thiếu nhi thánh thể đeo những chiếc khăn quàng vui đùa ở bên sân nhà thờ. Những anh chị em ca đoàn mặc áo dài thật là đẹp, những bà mẹ công giáo, những ông liên minh thánh tâm, và nhiều nhiều tất cả những giáo dân mặc những bộ đồ thật là đẹp, sang trọng nhất, quý nhất đến với Chúa. Bây giờ những không gian đấy không có. Thôi thì chúng con xin dâng lên Chúa những cái tâm tư nhớ nhớ đó, để xin Chúa chúc lành, sớm giải thoát chúng con thoát khỏi đại dịch, để cho chúng con có được lại những cái thời gian bình an đấy. Và chúng con hứa chúng con sẽ cố gắng thay đổi.
khi có được chúng con sẽ cảm thấy quý hơn và đến với Chúa với tấm lòng thật sự là con yêu Chúa hơn. Xin mời mọi người cùng lắng nghe một nhạc phẩm mới của nhạc sĩ Hùng Cương với tựa đề Khát khao tiếng chuông chiều. Con buồn quá, Chúa ơi, con buồn. Lối đi về quạnh phong chiều hôm, hàng tre xanh trước gió ngả nghiêng. Con bơ vơ nhẹ bước âm xôn xao tìm về chốn xưa, sao đường ơi sao lặng tiếng chuông ngân. Con thèm quá khát khao một tiếng chuông chiều, đợi chờ cho đến bao giờ mới có về bên xa Chúa. Người vĩnh viễn ra đi, kẹt lại cách ly. Xin Chúa nhân lành rộng lượng từ bi. Đêm dài quá, Chúa ơi, đêm dài. Con mong chờ trời sáng hừng đông. Đàn em thơ trước ngõ đùa vui, trong tim yêu rộn tiếng vui. Chốn xưa sao đường ơi sao lặng tiếng chuông ngân. Con thèm quá khát khao được đến giao đường, từ trời cho đến bao giờ mới có lệ mi xa Chúa. Cho con niềm tin thác kiên trung vào lòng Ngài bao dung, xin cho nhân loại trở lại bình an. Sao đường ơi sao lặng tiếng chuông ngân. Con thèm quá khát khao một tiếng sao vườn, đợi chờ cho đến bao giờ mới có lệ mi xa Chúa ơi. Ngài ở đâu lòng con sao xuyên. Ngài ơi xin cho con niềm tin khắc kiên trung vào lòng Ngài bao dung, xin cho nhân loại trở lại bình an, xin cho nhân loại.
Vâng, khát khao tiếng chuông chiều. Cảm ơn nhạc sĩ Hùng Cương. Anh đã gửi cho Kim Thúy, gửi gắm Kim Thúy bài hát này và ao ước là Thúy hát cho mọi người nghe. Ngày hôm nay Kim Thúy đã cố gắng với tất cả tấm lòng. Với có lẽ là những bài hát như là Chắc Chúa Đang Buồn hay là những bài khát khao tiếng chuông chiều, nó đã đánh động, đã chạm đến trái tim của Kim Thúy cũng như mọi người trong cái giây phút này, trong cái hoàn cảnh này. Cho nên chính vì điều đó nó rất là nhiều cảm xúc cho Kim Thúy khi hát. Thì tự nó cũng đã làm giúp cho Thúy hát được tốt rồi. Và một lần nữa Kim Thúy muốn cảm ơn nhạc sĩ Đỗ Tùng, mọi người sofa. Mình thấy chương trình đến giây phút này thì ổn rồi phải không cơ? Ổn ở đây là tạ ơn Chúa Đức Mẹ là âm thanh ngày hôm nay cũng khá hơn rồi. Cho nên Kim Thúy có thể diễn tả được, truyền đạt được tất cả những cái cảm xúc của mình và cũng như những cảm xúc, những cái tâm tình của những bài hát của những người tác giả. Hy vọng là mọi người, những nhạc sĩ nghe cũng cảm thấy vui. Ít nhất là Kim Thúy hát đúng hay không thì không biết, nhưng mà đúng và tâm tình. Và ngày hôm nay thì lồng vào trong những bài hát mình dâng cho Đức Mẹ, thì Kim Thúy muốn có những cái tâm tình, những cái tâm tư riêng nữa của mọi người muốn đóng góp cho chương trình. Đó là tại vì những cái lời yêu cầu, bài hát này cũng đã được yêu cầu từ 1-2 lần từ trước rồi mà Kim Thúy chưa làm được. Đó là bài hát Một Mình Con Với Chúa. Kim Thúy, Một Mình Con Với Chúa đây của Đinh Quang Trường. Ngày hôm nay Kim Thúy muốn gửi đến theo lời yêu cầu của Đinh Quang Trường. Nhưng mà ở ngoài đó ai đó đừng có thách cho Thúy nữa. Tại vì khi mà thách á, nó cứ vô một cái tiếng kêu, nó làm chia chí mọi người và là rất là khó chịu. Cho nên là nếu ai đó đừng có thách. Thúy không có giỏi về kỹ thuật này đâu. Cho nên là mình đừng có viết vô nữa nha. Tí nữa rồi mình viết. Thúy muốn chia sẻ với mọi người chút xíu là tại vì Chủ nhật ngày mai là Chủ nhật Chúa Chiên Lành và cầu trợ ơn Thiên Triệu, đúng không ạ? Ở bên Việt Nam thì đã đi lễ rồi. Bên này thì chúng em chưa, ngày mai với hiệp ý với trong bài phúc âm về Chúa, về cầu nguyện trợ ơn Thiên Triệu là thật sự chúng ta rất cần. Đếm trên đầu ngón tay mỗi gia đình được bao nhiêu người con dâng lên cho Chúa. Thúy không làm được điều đó, nhưng mà cầu xin Chúa lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Chúng ta, cuộc sống của ngày hôm nay nó quá nhiều dư đầy vật chất, danh vọng, tiền tài, của cải, những thú vui, những cái mà Thúy gọi là cám dỗ ngọt ngào, mà mình cảm thấy nó có lý. Cho nên là khó nghe được tiếng của Chúa, vì những cái tiếng đó nó ồn ào bên tai, nó dễ quấn mình vô lắm. Những cái đam mê mà đối với mình cho là đúng, nhưng mà thật sự nó từ từ nó kéo mình ra khỏi Chúa. Và nhất là những bạn trẻ, Thiên Chúa đang muốn gửi cho đến những bạn trẻ những lời kêu gọi, những lời mời để mạnh dạn, can đảm nói tiếng xin vâng với Ngài để dấn bước trên con đường tận hiến, để cùng với Hội Thánh, cùng với Giáo Hội tiếp tục công việc rao giảng tin mừng, là một mục tử hoặc là một tu sĩ nam nữ để dạy giáo lý cho các trẻ em như các nữ tu, hay là đến với những người bệnh nhân không phải trong ơn gọi của gia đình mà là ơn gọi tận hiến. Thì xin mọi người cũng hiệp ý với Kim Thúy giờ phút này cầu nguyện cho tất cả, từ Đức Giáo Hoàng đến tất cả các cấp bậc ở trong giáo hội, đến các linh mục, các tu sĩ nam nữ, các thầy, ngay cả những em giúp lễ, những người đang gần Chúa nhất trong công việc hàng ngày thánh lễ, xin ơn gọi được đốt nóng trong các em, để rồi các em mạnh dạn nói tiếng xin vâng, dấn thân để giáo hội có thêm những người. Vì trong đời sống của dâng hiến không có dễ, Kim Thúy biết. Kim Thúy có chị ruột là Sơ Huyền Thanh làm đi tu, Kim Thúy có dì ruột cũng đi tu, Kim Thúy cũng có chú ruột là đi tu, và ba đứa cháu ruột, bốn đứa cháu ruột cũng đang đi tu. Chỉ có Thúy là không có làm được điều đó. Ba cháu nhà Thúy thì lại không có ơn gọi. Thì đó, thật sự đó là một cái ơn đặc biệt, chứ không phải là ai muốn cũng được, phải không? Thì đời sống của tận hiến nó cô đơn,
phải yêu Chúa nhiều lắm. Thế cứ nói vậy, chắc là mọi người đi tu thì phải yêu Chúa nhiều lắm đúng không Sơ Du? Chọn Chúa như là chàng rể của mình rồi thì mình mới không cảm thấy buồn. Thì cũng có những lúc mình chỉ một mình con với Chúa. Không chỉ riêng cuộc đời của chúng con ở ngoài đời, nhưng mà là những tu sĩ, chúng con Kim Thúy cũng cảm nhận được cái sự cô đơn đó. Nếu không có Chúa đồng hành, chắc chắn cũng sẽ dễ bị ngã lòng. Xin Chúa tiếp tục là những người bạn đồng hành, những người tình duy nhất của các cha, các sơ, các thầy. Và xin dâng bài hát Một mình con với Chúa theo yêu cầu của Đinh Quang Trường, và cũng là một bài hát để tặng đến tất cả các quý tu sĩ nam nữ trong ngày cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu. Cảm ơn nhạc sĩ Giang Ân, anh đã gửi nhạc cho Kim Thúy để hát bài hát này. Xin mời tất cả mọi người cùng hiệp ý để cầu nguyện cho ơn Thiên Triệu nhé. Thank you.
nơi thanh vắng, nghe lời yêu thương vô về từ thật ra trên đồi cao thuở xưa. Một mình con với Chúa, tim con bối rối. Một bài hát xin tặng cho những tu sĩ nam nữ, trong đó đặc biệt là cha Hùng Cường. Chúng con xin được đại diện cho tất cả các anh chị em ở ngoài này để xin kính chúc cha một lời chúc sức khỏe. Xin Chúa tiếp tục chữa lành và nâng đỡ, đồng hành thêm sức mạnh cho cha để Ngài với lòng thương xót của Chúa và nhất là trong tay của mẹ Maria, mẹ sẽ cầu bầu cùng Chúa để giúp cho cha sớm bình phục hoàn toàn cha nhé. Và bài hát ngày hôm nay cũng là Kim Thúy cũng muốn nói một chút xíu là dịp sinh nhật của những anh chị em, tại vì cái bài hát vừa rồi là của Đinh Quang Trường, ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Đinh Quang Trường, đặc biệt chưa? Và Kim Thúy muốn gửi bài hát đó tặng là món quà cho Đinh Quang Trường. Bên cạnh của Đinh Quang Trường thì cũng có những anh chị em mà Kim Thúy biết được là trong tuần vừa qua của tháng cuối tháng 4, và mình chỉ celebrate từ cái cuối tháng 4 thôi nha. Mai mốt là tuần tới sau nữa thì lại tính sau. Từ cuối tháng 4 cho tới hết cái tuần này, trong tuần này có những ai mà sinh nhật thì viết vô cho Kim Thúy. Thì những người mà Thúy chưa biết, còn đây là những người Thúy biết, là Thúy biết là có chị Thúy nè. Chị Thúy cùng với ca đoàn ngàn thông của Thúy là cuối tháng 4, ngày 20 tháng 4 vừa qua là sinh nhật của chị. Chị sinh nhật của anh Lê Quý Nhượng ngày 30 tháng 4, ngày mà chúng ta đã phải bỏ nước ra đi. Một ngày rất là kỷ niệm buồn. Thì ngày đó cũng là ngày sinh nhật của anh Lê Quý Nhượng nè, của chị Bình, vợ của anh Tránh, là một người bạn rất thân của gia đình Kim Thúy, và của hai mẹ con của chị Quyên Nguyễn. Bên cạnh của ngày 30 tháng 4 là ngày mùng 1 tháng 5, đó là có nhạc sĩ Võ Văn Thức và
nhạc sĩ Phan Hùng, hai người này không hiểu thế nào mà Chúa lại gửi hai người đến trong trần gian cùng một ngày, và hai người này lại được ơn làm nhạc sĩ nữa, sao mà sướng quá vậy. Và một lần nữa thay mặt cho tất cả mọi người ở ngoài kia, Kim Thúy xin được chúc mừng, một lời chúc sinh nhật thật là nhiều sức khỏe, bình an, thật là nhiều niềm vui trong cuộc sống đến tất cả những anh chị em có tên mà Kim Thúy vừa mới nói. Xin mọi người gửi những trái tim thôi, nói như nhạc sĩ Dấu Chân đó, gửi những cái icon mà thương thương đó, tại vì cái trái tim đó, là mình để mình dành, mình dâng cho Chúa. Cho nên những ai mà những giây phút vừa qua khi chúng ta lắng nghe, trong khi mà nghe Kim Thúy đó, hát đó, thì nếu mà yêu mến Kim Thúy, Dấu Chân nó dậy, Dấu Chân Kim Thúy xưng tính của Thúy không có nói dối được đâu. Kim Thúy Dấu Chân rất là dễ thương, nói cô Thúy ơi, cô Thúy phải nói ai mà yêu mến cô Thúy á, thì thả những cái icon thương thương đó lên đi, và Dấu Chân sẽ làm là người đầu tiên. Dấu Chân đã làm điều đó cho Kim Thúy rồi, Kim Thúy rất là cảm ơn. Và nếu mọi người thương yêu mến Thúy cũng như là yêu mến tiếng hát của Kim Thúy thì cứ tiếp tục ủng hộ, thả cho Thúy những cái icon thương thương đó, Kim Thúy rất là vui. Và bên cạnh đó, khi mà trong lúc mà hát cầu nguyện thì mọi người cũng vẫn tiếp tục thả những trái tim, đó là những cái mà trái tim Kim Thúy muốn để dành riêng cho Thiên Chúa cũng như là Đức Mẹ, là những người mà xứng đáng, những người được xứng đáng để ca ngợi chứ và tôn vinh. Còn mình chỉ là những cây viết chì để mà hát lên những lời ca mà chính Thiên Chúa đã ban cho chúng ta, cái giọng ca đó thôi. Và khi nói về những gì Chúa đã ban cho chúng ta trong cuộc sống, thưa mọi người, Chúa đã cho chúng ta trong ra đời, sống trong cuộc đời này với biết bao nhiêu thăng trầm, nhưng bên cạnh đó cũng biết bao nhiêu niềm yêu mến của mọi người. Thế rồi chúng ta đã làm được gì trên cuộc chân trần thế này để đáp lại tình yêu của Thiên Chúa? Điều đó mỗi một người chúng ta phải tự hỏi. Kim Thúy nhìn lại bản thân mình còn thiếu sót rất nhiều. Nếu một ngày Chúa gọi về bất chợt, chúng ta sẽ đến với Chúa trong tâm tình như thế nào? Hay là đôi khi chúng ta cũng vẫn còn nghĩ là ôi, chưa đâu, Thúy còn trẻ quá mà, Thúy vẫn còn thời gian. Cũng giống như tâm tình của giây phút này đây, Thúy muốn chia sẻ với mọi người. Đó là Thúy có một bà bác ruột, là chị ruột của mẹ Kim Thúy, mới mất trong tuần qua. Tiện đây cũng xin gửi lời chân thành cảm ơn tri ân đến tất cả quý cha, thầy, quý sơ, tất cả mọi người thương yêu, các anh chị em đã yêu thương gửi những lời chia buồn, những lời cầu nguyện, những thánh lễ cho linh hồn bác của Kim Thúy. Thì giây phút này đây, Kim Thúy cũng muốn một như một lời kinh qua bài hát để dâng lên Thiên Chúa, xin Chúa cho linh hồn Teresa sớm hưởng nhan Thánh Chúa. Xin mọi người cùng hiệp ý với Kim Thúy trong bài hát Cuộc đời chóng qua của nhạc sĩ Viễn Sứ, với tiếng đàn của nhạc sĩ Đỗ Tùng. Từ nãy giờ thì quý vị cũng đã nghe tiếng đàn của Tùng rồi, rất là tâm tình phải không quý vị, giúp cho Thúy có thể dễ dàng để cái tâm hồn vô, để mà truyền tải những cái gì Thúy muốn nói trong cái bài nhạc đến với mọi người. Thank you.
Cuộc đời trông qua như lá trên cành, một chiều cuối thu bao lá rơi đầy. Lòng con sao xuyến, bao lần đời con mê đắm, mê đắm tôi lối xa rời hơn Chúa. Cuộc đời trông tan như lớp sương trời, rồi chợt biến đi khi nắng lên đầu. Lòng con thôn thức tin rằng đời con không mất, nhưng là sẽ sống sống mãi bên Ngài. Chỉ mình Chúa nơi cửa nương bao tháng ngày qua, nơi cậy nhờ bao lúc ngặt nghèo, chốn an nghỉ miên viễn ngàn thu. Đường chân gian bao hiểm nguy răng bóng trên đường, con sợ chi vững bước can trường, con nhìn về hạnh phúc vô biên. Cuộc đời trông tan như những cơn mộng, tình dậy mới hay tan biến đâu còn. Lòng còn lo lắng, bao mộng đời lo xây đắp, danh phong quyền uy bạc tiền xây đắp. Cuộc đời trông qua như cánh hoa hồng, nở rộ sớm mai khi tôi đã. Lòng con suy gẫm cõi đời phù vân xa cha, gian trần là nơi bên đỗ tạm thời. Chỉ mình Chúa nơi cửa nương bao tháng ngày qua, nơi cậy nhờ bao lúc ngặt nghèo, chốn an nghỉ miên viễn ngàn thu. Đường chân gian bao hiểm nguy răng bóng trên đường, con sợ chi vững bước can trường, con nhìn về hạnh phúc vô biên. Chỉ mình Chúa nơi tựa nương bao tháng ngày qua, nơi cậy nhờ bao lúc ngặt nghèo, chốn an nghỉ miên viễn ngàn. Đường chân gian bao hiểm nguy răng bóng trên đường, con sợ chi vững bước can trường, con nhìn về hạnh phúc vô biên. Con nhìn về hạnh phúc vô biên. Vâng, một lời kinh xin dâng lên cho linh hồn Teresa. Và đúng thật, chúng ta sẽ hẹn nhau ở trên cõi thiên đàng, nơi ấy không còn đau đớn, không còn bệnh tật.